Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình kênh kiếm tiền từ các trang mạng xã hội sẽ hướng dẫn các bạn kiếm tiền từ một con app nghe nhạc từ nước ngoài nha mọi người. Sau link thì mình để dưới phần mô tả. Sau khi mọi người click vào phần link mô tả, mọi người đăng ký vào một cái Gmail tải dình cho mình con app này nè. Rồi sau khi mọi người tải về đăng ký xong, rồi mọi người click vào cái phần store này nè. Mọi người click xuống phần dấu chấm. Vì đây mình đã có tải cái con app Store này rồi. Anh em click vào cái phần chỗ gạch dưới đây nè. Phần màu nút xanh xanh thứ hai chỗ này nè. Rồi anh em tải về app này ha. Rồi sau khi anh em tải cái app Store Free này nè, xong anh em vào khoan, mọi người vào nút cài đặt nha. Khoan để mình thoát ra. Này mình đã vô rồi. Rồi anh em vào nút cài đặt vô hình bánh răng này nè. Rồi anh em mở ra. Rồi anh em chọn vào cho mình cái mục fan. Để mình kiếm mục nào em. Chi thì cục bộ. Nè, anh em cứ kiếm vào cái mục trạng thái phát của thiết bị nha anh em. Rồi anh em bấm mở. Còn gì đây mình đã bấm mở rồi. Anh em cấp quyền cho nó nha. Con app này mình chỉ việc nghe nhạc là kiếm 50 đô ngày khỏe gu anh em ơi. Anh em chỉ việc bỏ treo đó rồi à. Rồi sau khi anh em xong phải không, anh em chọn một bài hát bên phần trang chủ nè. Rồi anh em chọn cho một bài, vì đây mình đã chọn một bài rồi phải không, có đi đu đi đưa của Phương nè. Thay vì mình nghe nhạc MP3 không có tiền anh em, mình sẽ nghe nhạc này có tiền. Mình sẽ qua phần up ở đây cho anh em coi về phương thức thanh toán của nó. Anh em bấm vào ba cái gạch ở trên nè. Lúc hôm này là nè, mình sẽ bấm vào chữ redeem nè. Anh em chờ chút nha. Thanh toán via Amazon là 1 đô bằng 1.000 boy, mà 1.000 boy dễ lắm anh em. Anh em tiễn một rep là được 1.000 boy rồi. Anh em tiễn một rep là rút luôn rồi. Còn PayPal tới rút 5 đô nha anh em. PayPal 5 đô là 5.000 boy. Bitcoin là 5 đô là 5.000 boy luôn nè. Bitcoin ETH nè. Đây là fan, mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm tiền sau. Anh em chỉ việc vào một hôm nè. Rồi anh em click vào cái phần store này nè. Rồi anh em liên thông, anh em hát nhạc bên cái app mà kia nghe, bên cái app mà store này nè, anh em hát nhạc lên. Fan gì đây mình tránh bản quyền nên mình không có hát anh em. Nè mình sẽ hướng dẫn mình sẽ hát lên nè. Anh em sau khi anh em hát nhạc lên, điểm boy nó nhảy lên nè. Nó cho anh em coi đó, nó nhảy lên. Sau khi anh em tải với đường link mình thì anh em vào thì sẽ tặng được 150 boy anh em. Rồi mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm tiền luôn. Anh em bấm vào nút ba dấu gạch đây nè. Nè anh em bấm vào chữ chết 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 chết, không biết có dính bằng quyền không nữa. Anh em bấm vào nút chữ rì chữ rep nè, rì rep nè. Rồi anh em copy đường link này nè anh em. Anh em đi chia sẻ cho bạn bè. Red 1000 boy for RTD U4 thì tiếng Anh mình cũng không giỏi lắm. Red filing for code là nghĩa nó nói là anh em, sau khi anh em giới thiệu được một người thì sẽ nhận được 1.000 boy. Mình sẽ nhận được 950 boy cho giới thiệu người đầu tiên. Người với mình giới thiệu được lên level 2 thì mình nhận thêm 50 boy nữa là 1.000 boy nghe anh em. Cái nghĩa nó là vậy. Rồi mình sẽ vào một profile, anh em cập nhật cái ví của mình vô nha. Rồi anh em nhập cái ví PayPal của mình hoặc Bitcoin, hoặc Bitcoin này nọ vô, rồi anh em cập nhật vô ha. Là mình rút tiền cho nó dễ. Nên rút là về à. Rồi rồi một sardin này làm gì ta? Mục này cũng không quan trọng đâu anh em ơi, cũng không có chức năng kiếm tiền đâu. Còn anh em muốn có thắc mắc gì với thì liên hệ với Facebook, với hoặc admin của nó là chữ còn chữ này nè anh em, content us nè nè, liên
link Facebook của nó, rồi có gì anh em support với nó nha. Anh em mà có thắc mắc yêu cầu gì đó thì anh em gửi qua địa chỉ mail này nè, support@amusic.net nha anh em. Còn anh em nào có thắc mắc nào thì gì thì cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ hỗ trợ giúp anh em, giúp anh em được chút nào thì được chút nấy. Vì cái app này chơi rất ngon anh em chỉ việc bỏ là nghe, bỏ nhạc thôi, vì anh em nghe MP3 đâu có tiền đâu. Còn này anh em nghe mấy hồi có tiền rồi, lợi bấm chúng. Vì lý do hôm mình cũng có làm một cái video nhưng mà nó bị không có hoàn thiện, không quá dài rồi mình mới bỏ mình làm đâu. Cho anh em video sẽ làm mất thời gian của anh em. Mạng lắc nữa. Nên anh em bấm nút tăng nhạc mới nhảy nha anh em. Còn này mình sợ dính bản quyền, mình không có bấm nhạc lên nha anh em, mình không có nghe. Nên không có cái sóng nhạc này càng mạnh, anh em lựa mấy bài càng mạnh thì nó càng tăng tiền anh em. Rồi, vậy video của mình đến đây đã kết thúc. Xin chúc anh em kiếm tiền thật là nhiều tiền từ một con app nghe nhạc nước ngoài này. Chào tạm biệt tất cả anh em.